Ít có ai đi nên người ta không có làm đường lớn, đường bị ngang chắc cũng được 3-4 tấc gì đó. Cầu Bác Ái. Ô, qua đây vô đường cùng rồi. Xin chào cô chú và anh chị đến với kênh Khám Phá Vùng Quê. Bữa nay em có mặt tại ấp Gò Lức, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Bữa nay trời nắng đẹp và rảnh. Em tới khu vực này em quay vùng nông thôn, vùng quê cho anh chị mình cùng xem nha. Ở đây thì cảnh nông thôn rất là đẹp luôn. Bữa nay là buổi sáng á. Bên đây có một cái hồ sen rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi vào đây nha. Đi vô đây quay cho cô chú và anh chị mình coi khu vực trong đây, vùng nông thôn như thế nào. Phía trước của mình là cầu cầu Xóm Mãn. Đây là ngay cầu nè. Đẹp chưa? Nông thôn vùng quê. Quá trời mát luôn. Này con sông này đi đâu không biết nữa. Bên đây nè mát nha. Hôm nay mới sắp xếp được thời gian rảnh bữa đi đi dạo. Ở đây người ta trồng hành lá quá trời luôn. Còn nhỏ. Còn bên đây là rau thơm. Bữa nay trời nắng đẹp quá trời. Trong đây như có cái xưởng cưa, xưởng gỗ gì ha. Xưởng gỗ. Cái xe. Lúc này công việc nhiều quá nên lâu lâu em mới đăng được cái video. Thời gian đi làm nhiều quá. Vùng nông thôn nè. Rồi miếng đất 2-3 mặt tiền đây đẹp quá trời đẹp luôn. Công trình đang thi công. Chạy vào đây. Cái đường này lên nhựa xong rồi nè, giờ đang xe ủi đang ủi cho đá mi nó lún xuống là thành nhựa. Chắc có lẽ mình phải chạy qua chiếc xe này trước á. Xe này chạy chậm, ngay cua nguy hiểm quá. Đây nguyên khu nghĩa địa, nhà mồ lớn quá trời luôn. Thôi chắc cho xe để chạy trước đi,
mình chạy đi ngắm cảnh, mình chạy từ từ thôi. Ồ, đây ai có lô đất 2 mặt tiền, một bỏ trống nè. Đây làm nhà vườn nghỉ dưỡng ở sướng. Còn trồng cỏ đất còn thấp. Đường quê quanh co nè, quá trời đẹp luôn. Ở trong đây có cái chùa hay cái miếu gì nè, miếu Ngũ Hành. Trong đây như có người ở á. Bây giờ mấy vùng nông thôn là lên nhựa, lên đường đai, đường đan hết rồi. Người dân vận chuyển đi tới đi lui thoải mái. Nhà này ban ngày đóng cửa hết đi làm. Nhà này như giống bảo quan không ai ở đâu. Đây tới ngã ba, một đi thẳng hai quẹo lên cầu Ba Trà, chạy vô đây thử. Nó quẹo hướng này, chạy vô đây, chạy vô nông thôn này đi, ngắm cảnh vùng nông thôn làng quê đâu. Ban ngày đa số người ta đi làm nhiều, đi làm hết rồi. Ở đây cái gì đây? Nhà đất Thảo Sơn. Mát quá trời mát. Vùng nông thôn quá tuyệt vời. Trời ơi ở đây. Trong đây nhà cửa người ta xây cất cũng nhiều quá ha, ở đâu cũng có nhà hết.
làng quê nhìn nó thanh bình quá. Đây có quán nước bàn pizza. Ở đây người ta trồng nguyên một đường bông mười giờ à, đây đường qua mười giờ rất là dài luôn. Trồng lá quế, nguyên một cánh đồng lá quế thơm bát ngát. Bên kia có cái cầu đi đâu mình tẻ vào bánh thử. À, ông anh này quay lại không biết chắc lạc đường hay gì rồi, đi sửa gì á. Cầu Bác Ái. Ồ, qua đây đường cùng hả ta? À, vô đường cùng rồi. Còn chạy được không? Chạy được không? Qua bên kia có đường dây điện kìa. Chạy thử coi. Mình chạy luôn vô trọng thử coi mọi người, anh chị. Đường này không biết nó có thông không nữa. Đường này lọt lộn cái là hỏi ai cứu luôn. Đường này đường xe máy ít có ai đi nên người ta không có làm đường lớn, đường bề ngang chắc cũng được 3 4 tấc gì đó. Hai bên đồng ruộng. Bây giờ đường này phải tập trung chạy mới được, không có dám lơ là nhìn trời nhìn đất. Đi trước tới đường nhựa đó, có đường nhựa lớn đó. Tới cầu nè. Thank you.
trong đây có đường nữa nè, trong xóm. An Thạnh Miếu, chạy qua miếu hay sao? Nãy thấy có người chạy vô trọng á. Nhà này không biết còn người ở không ha. Nhà đó cơ bộ chắc không có người ở rồi. Rồi thì tới đây em kết thúc cái video tại chỗ này luôn nha cô chú và anh chị. Hẹn cô chú và anh chị gặp lại những cái video tiếp theo nha.